Vâng, một lần nữa xin gửi lời chào tới toàn thể quý anh chị khách hàng trên mọi miền Tổ quốc cùng quay trở lại với showroom xe Đam Mê có địa chỉ ở số 175 đường An Định, thành phố Hải Dương và hotline của bên em 0935 32 33 33. Vậy thì showroom của bên em ngày hôm nay tiếp tục mang tới cho các anh chị chúng ta tham khảo đó chính là một cái sản phẩm đến từ một thương hiệu xe sang nổi tiếng của Nhật, Lexus, một trong những thương hiệu xe sang có thể nói là được người Việt rất là ưa thích. Thì bản chất của thương hiệu này nó được phát triển bởi Toyota và những sản phẩm của Lexus nó cũng được thừa hưởng những cái giá trị cốt lõi của thương hiệu Toyota mà các bác chúng ta vẫn thấy, đó là sự bền bỉ, lành tính và chi phí vận hành, sửa chữa, thay thế linh kiện rẻ. Nên tại sao? Dễ hiểu, đây là một trong những cái dòng xe mà có thể nói là chiếm được cái sự yêu mến của người tiêu dùng Việt Nam. Tuy nhiên khi mới để có thể sở hữu cho mình được một chiếc xe như này thì các chủ nhân chúng ta phải bỏ ra cho em lên tới con số hơn 3 tỷ. Còn ngày hôm nay với một chiếc xe mà thực sự chất lượng của nó vẫn còn rất hoàn hảo, những cái mức giá tiền để chúng ta tham khảo để có thể sở hữu cho mình được chiếc Lexus này thì hiện tại các anh chị chúng ta chỉ cần bỏ ra cho em với con số là ngang ngang với cả một chiếc Toyota Altis thôi các anh chị nhá. Vậy thì chất lượng chi tiết xe ra sao? Ngay bây giờ em mời các bác hãy cùng xe Đam Mê dành ít phút theo dõi và đánh giá chất lượng tổng thể của chiếc Lexus RX350 nhập Nhật, động cơ V6 3.5 nổi tiếng đấy, đến từ thương hiệu xe sang Nhật Bản, đúng không ạ? Thì đầu tiên các bác có thể thấy là xe được trang bị mặt ca lăng hình đồng hồ cát với các thanh nan chrome tạo điểm nhấn. Lexus thì có thể là cái diện mạo của nó không quá hiện đại nhưng mà form dáng thì gần như là rất ít bị lỗi thời theo thời gian. Đó, một chiếc xe mà các bác có thể thấy là đến bây giờ chúng ta nhìn nó vẫn đẹp. Đó, đặc biệt là cái ngoại thất màu đỏ này cũng khá là hiếm và nó hợp với các anh chị chúng ta mang bệnh hỏa các chị nhá. Vậy thì tức đi về phần hệ thống đèn pha của xe thì các bác nhìn cho em này. Nó được trang bị bóng đèn bi Victor kết hợp với viền đèn LED định vị ban ngày, rất là sắc sảo. Có rửa đèn pha nhá. Đèn gầm thì đèn halogen và đương nhiên là sẽ có cảm biến cảnh báo va chạm phía trước và phía sau xe. Nhưng anh chị ta để ý cho em những cái chi tiết nhựa của nó theo thời gian này. Đây nó vẫn còn đen láy. Đấy, nó không bị sờn, bị bạc vì chủ nhân cũ của ta là chỉ để trong nhà thôi chứ không để phơi mưa, phơi nắng ngoài trời. Nên chất lượng của xe thực sự là còn rất ổn áp, đúng không ạ? Có thể nói là một cái sản phẩm mà của Toyota thì nó đã bền bỉ và lành tính rồi. Nhưng khi mà nó gắn lên cái logo Lexus thì thực sự là những sản phẩm của Toyota nó bước lên một cái tầm cao mới. Về cái chất lượng cũng như là độ sang chảnh và những vật liệu cao cấp mà chiếc xe này nó được trang bị. Và thì các anh chị chúng ta tiếp tục đánh giá chiếc xe nhé. Hệ thống đèn pha bên phía lái các bác nhìn cho em này. Đó, quá yêu luôn đúng không ạ? Trong vắt như pha lê. Và em đang để nổ máy đấy nhưng chúng ta đứng bên cạnh các bác có thể thấy khối động cơ V6 3.5 hoạt động một cách cực kỳ êm ái. Có thể nói đây là một trong những dòng động cơ thực sự là khiến chúng ta phải ngạc nhiên về cái khả năng vận hành mạnh mẽ nhưng êm vô cùng. Và nó cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu chứ không phải là hao xăng đâu các anh chị ạ. Cái mức tiêu hao nhiên liệu con này thì nó chỉ rơi vào loanh quanh khoảng 10 lít thôi. Và nếu mà các anh chị chúng ta đi đường trường. Đó. Vậy thì tiếp tục với bộ la răng xe thì các bác nhìn cho em này. Đấy, xe này trang bị bộ la răng đa chấu rất đẹp mắt và nhìn nó sang đúng không ạ? Vừa lên tới 19 inch, 4 phanh đĩa đều hỗ trợ ABS các chị nhá. Và chúng ta cũng có một cái đèn xi nhan tích hợp trên gương. Cái gương chiếu hậu này thì nó có một cái tính năng tự cụp, có nghĩa là khi mà các anh chúng ta vào số lùi thì nó sẽ tự động cụp xuống để cho các bác chúng ta có thể nhìn được cái vệt lốp ở đằng sau. Đấy, vào cái điểm mù để chúng ta lùi nó được chính xác hơn. Và một cái thiết kế, một cái tính năng có thể nói rất tinh tế. Và anh chị có thể ngắm chọn cho em cái ngoại thất của xe này đi. Và thực sự mà nói là sau bao nhiêu năm rồi nhưng mà đến bây giờ chúng ta nhìn nó vẫn đẹp, rất là chất, kể cả lớp sơn xi bên ngoài luôn các chị nhá. Đấy, lốp cả giá lốp bít mới. Ngoài ra chúng ta còn có giá nóc để đồ trên cao này. Và đi về phần đuôi phía sau thì các chị thể thấy là nổi bật chúng ta sẽ có đó chính là đuôi gió cỡ lớn. Đấy, tích hợp đèn phanh ở trên cao nhá. Nhưng một cái nữa mà được cái dòng xe này được rất là nhiều người ưa thích đó chính là cái phần đèn hậu. Đây các bác nhìn xem này. Họ thiết kế rất là tinh tế. Dù nó chỉ được trang bị bóng đèn halogen thôi nhưng với những cái viền chrome bên trong các bác có thể thấy và không bao giờ lỗi thời theo thời gian. Đấy, và nó vẫn còn đẹp long lanh như này. Đấy, và các anh chị chúng ta nhìn xem những đường liền lạc này xung quanh mép đèn này. Đấy, nó đều nó phẳng và nó không có những khe hở. Đấy, đó cũng là cái để chứng tỏ cho xe không đâm xô, không tai nạn, đúng không ạ? Đấy, và phần đuôi phía sau các bác thấy thiết kế ở thế hệ này chiếc RX rất là mượt mà. Đấy, với những đường bo tròn mềm như là đẹp, đúng không ạ? Đấy, và chúng ta thấy là đây. Đấy, logo RX350 nhá. Và một trong những dòng xe thực sự rất đáng tiền của Lexus. Đó, các chi tiết chrome các bác nhìn cho em này. Nó bóng loáng như mới. Đấy, và đây chúng ta có thể tiếp tục cùng em mở cái phần cốp ra để chúng ta đánh giá chất lượng. Đó, thì các bác có thể mở lên giúp em như này. Đấy, thì các chị có thể thấy là chiếc xe này nó mang tới chúng ta với một cái không gian cốp thực sự rất là rộng rãi, đúng không ạ? Đó, để cho các chị chúng ta có thể tha hồ để đồ. Và các bác có thể thấy là chủ cũ của ta đi cũng rất là giữ gìn nhá. Đấy, khi mà họ làm thêm những cái lót da như này. Và mở lên các bác nhìn cho em này. Cái chi tiết nỉ của nó mới tinh tình tình luôn nhá. Ở phía dưới này thì chúng ta sẽ có một cái lốp dự phòng này. Đấy, và hộp để đồ.
nguyên zin nguyên bản. Nhưng anh chị nhìn thấy các chi tiết, thứ nhất là các chi tiết nhựa của nó này, theo thời gian này, người ta đi người ta không để lại vết xước sát này, có loa trầm nhá, cái loa ở phía đằng sau là các chi tiết phần máng này, cái từ nóc các bác nhìn xem này, đấy nó vẫn còn nguyên zin nguyên bản và từng cái mã số mã vạch các bác thấy giúp em, đó có từ gì để chê không ạ? Đấy, về kể cả tem mác các bác nhìn này, đấy, nguyên zin nguyên bản nhá, kể cả từ con ốc các bác nhìn xem vẫn ánh bảy màu luôn, đó. Vâng, thực sự rất là chất lượng với một chiếc xe phải nói là vẫn còn quá đẹp như là chiếc Lexus RX350 này, đúng không ạ? Vâng, vậy thì gần như sơn xi bên ngoài các chị chúng ta về các bạn cũng không phải làm gì đâu, vì nó còn rất ổn luôn các bạn. Vậy thì để tiếp tục giúp các chị chúng ta đánh giá được tình trạng chất lượng xe, em sẽ mở cửa của chúng ta đi vào khám phá cái không gian nội thất bên trong xem tình trạng nó ra sao các chị nhé. Vâng, không chỉ mang tới cho chúng ta với một ngoại hình thiết kế đẹp và đẳng cấp, thực sự là với một chiếc xe mà bây giờ các bác thấy là rẻ nhất, chúng ta phải bỏ ra khoảng 3,5 tỷ thì chúng ta mới có thể sở hữu phiên bản thấp nhất của cái chiếc RX350 này. Thì đương nhiên với những xe tiền tỷ thì các anh chị thể thấy là những cái vật liệu bên trong của nó cũng rất là cao cấp, và độ tiện nghi của nó thì phải nói luôn là miễn bàn rồi. Thì đầu tiên các bác phải thấy giúp em nhé, ghế lái và ghế phụ đều chỉnh điện này. Và riêng ghế lái nó sẽ có nhớ 3 vị trí ghế, tay lắm cửa và chrome. Các chi tiết những phím bấm theo thời gian, các bác nhìn giúp em này, nó vẫn rõ nét như này. Đấy, các chi tiết bằng gỗ này, vân gỗ, họ xử lý bóng vernis nhá. Đấy, nội thất ghế da màu cam kết hợp với các chi tiết đường may chỉ tạo điểm nhấn, các bác nhìn này. Đấy, nó đều thẳng tăm tắp luôn. Đó, và nội thất của chiếc xe này thì phải nói là còn quá mới luôn các bác này. Đấy, các chi tiết được lỗ thông hơi nhá. Ghế da này căng đét. Vâng. Đó. Ngoài ra thì các anh chị chúng ta thì thấy là trên vô lăng tích hợp gỗ tự nhiên. Đó, các bác nhìn này, và chúng ta thấy này, theo thời gian nhưng mà nó vẫn bóng loáng như gương. Ngoài ra các bác chúng ta còn có những phím bấm chức năng tăng giảm âm lượng, tính năng ga tự động cruise control này. Đấy, nghe thoại rảnh tay nhá, điều khiển giọng nói nhá. Đấy, và đây các bác nhìn giúp em có chi tiết cửa gió điều hòa này. Đấy, chúng ta có thể thấy đấy, khay để cốc. Vâng, thiết kế rất là mượt. Cốp điện, vâng, xe và vô lăng gật gù này. Đấy, và mọi chức năng của xe thì vẫn cam kết với các bác hoạt động cái chân tru bình thường nhá. Đấy, và tất cả từ cái tem mác các bác nhìn giúp em này. Đây ạ. Đấy, tem mác đầy đủ hết này, từ móc khóa này, con này là phiên bản nhập nhá. Đó, các bác nhìn giúp em, tem mác đầy đủ hết luôn, nguyên zin nguyên bản từ nóc bản lề đây. Đấy. Ở đây thì các bác có thể thấy là xe thì mới lăn bánh giúp em là 10 vạn chuẩn này, 10,6 vạn, được chưa ạ? Đó, thông số hiển thị rất là rõ nét. Trên này chúng ta có một cái màn hình nhá, tích hợp cam lùi này. Hệ thống đầu đĩa thì con này là ổ 6 đĩa CD. Đó, hệ thống âm thanh đến từ thương hiệu Mark Levinson nhá, Mark Levinson. Và các bác có thể thấy đây, khu vực cần số đặc trưng của dòng Lexus RX350 với hai màu ghi bảng vắt chéo nha, tạo điểm nhấn. Ngoài ra thì ở đây chúng ta sẽ có một cái giống như là con trỏ chuột máy tính ấy. Thì các bác có thể di chuyển đây để chúng ta sẽ thấy con trỏ nó ở trên màn hình này, và chúng ta cũng ấn enter. Đấy, rất là hay, đúng không ạ? Và cái chi tiết nhựa các bác nhìn này, nhựa là nhựa cao cấp nên chúng ta thấy theo thời gian nó không bị xước sát. Và bản này bản full hai cầu nhá, có khóa cầu, khóa bi sải đây, cân bằng từ chống trơn trượt, và chúng ta có sưởi và làm mát hai ghế đằng trước. Và nội thất ghế da các bác nhìn này, ghế phụ của nó này nét lẹt lẹt luôn, đúng không ạ? Đấy, và đây kể trần trần này, trần của này các bác thể thấy là kể lớp nỉ này, lớp nỉ nhung, chúng ta sờ vào cảm giác rất là mịn. Hai cái tem mác đầy đủ hết này, cửa sổ trời nhá. Đó, các bác thấy ok chưa? Và cái một cái mà em không thể tả được đó chính là cái cảm giác lái của dòng xe này. Rất mạnh mẽ, đầm, chính xác. Và một cái nữa đó chính là khả năng cách âm thực sự là vô cùng tuyệt vời. Chúng ta ngồi bên trong, các anh chị sẽ không gần như không nghe tiếng bên ngoài nó vọng vào bên trong không gian đâu. Rất yên tĩnh. Phải nói là đúng là những chiếc xe mà khiến những người kể cả khó tính nhất cũng phải cảm thấy là thỏa mãn về chất lượng của nó. Đấy, độ bền bỉ, độ lành tính của xe này. Vậy thì tốc đi về với hàng ghế thứ hai, các bác thể thấy độ rộng rãi của xe này. Đấy, khoảng để chân giữa hàng ghế rất là rộng nhá, có thảm sàn da rồi. Đấy, và các anh chị chúng ta có thể nhìn xem cái ghế của nó này. Đấy, form ghế nó dày, ngồi vào nó êm. Đấy, và được ở giữa đục lỗ thông hơi, chúng ta ngồi cảm giác nó sẽ không bị bí các bạn. Đó. Đấy, chi tiết trần này rất là sạch đẹp nhá, có đèn trần đằng sau này. Đấy, và đây các bác có thể nhìn xem cái chi tiết bản lề cửa này. Đấy, tablo tapi ở đây. Rất đẹp luôn nhá. Đó, rất đẹp luôn các bạn. Đấy, các anh chị thấy con này có từ gì để chê không? Đấy, chúng ta có thể đi về sang bên này. Đấy, để các anh chị chúng ta có thể đánh giá được tình trạng chất lượng xe này. Đó, quá ok, tem mác đầy đủ hết này, mã số mã vạch đây nhá. Đấy, các bác thấy. Vâng, rất chất lượng luôn. Vâng, rất chất lượng luôn. Và đây các anh chị nhìn cho em này. Đấy, tablo tapi nhá, ghế phụ cũng chỉnh điện các bạn. Nó không có nhớ ghế thôi, nhưng mà ghế phụ cũng được chỉnh điện. Đấy, và tất cả nguyên zin nguyên bản. Đấy, từng cái tem, từng cái mác này. Đó, phải nói là quá ok rồi đúng không ạ?
Vâng, vậy thì chất lượng của chiếc xe về mặt nội thất và ngoại thất các bác đã thấy ok chưa? Bây giờ thì em sẽ mở tiếp cho các bác cái lắp capo, chúng ta kiểm tra cái khoang động cơ của em nó nhé. Vâng, vậy thì đây là khoang động cơ của chiếc Lexus RX350. Các bác có thể thấy là khoang máy họ sử dụng những cái tấm nhựa che đi khá là kín, nhưng mà máy em đang để nổ đấy. Và con này là động cơ V6 3.5 nhá, nổi tiếng. Và các bác có thể thấy độ gần như là không tí rung là luôn. Đây các bác thấy xe đang nổ máy đấy, nhưng mà nó êm vô cùng. Đấy, và khả năng hoạt động thì cực kỳ là mượt mà luôn các bác. Đấy, cái này thì gần như là một cái khối động cơ huyền thoại của Toyota rồi. Đó, và tại sao các bác có thể thấy là đi những xe này thì cảm giác rất là phấn khích. Đấy, các bác thấy độ zin nguyên bản của nó gì đây. Từ lốc nhá. Đấy, từ cái tấm nỉ. Đấy, các bác thấy tất cả từng tem mác đây. Đấy, nó vẫn còn đẹp long lanh như này. Đấy, như này thì các bác có gì để chê về chất lượng của chiếc Lexus RX350 này không ạ? Đó. Vâng, vậy thì chất lượng chi tiết của chiếc xe các bác đã có thể đánh giá được rồi đúng không ạ? Và chiếc xe xịn sò đẳng cấp như này với mức giá tiền là chỉ còn có 850 triệu đồng thôi. Đấy, ngang ngang cả một con Altis, nhưng các bác đã có thể sở hữu cho mình được một chiếc xe thực sự xịn sò và đẳng cấp. Vậy thì đây là một chiếc Lexus RX350 được sản xuất vào năm 2009 nhá, phiên bản nhập Nhật. Đấy, động cơ V6 3.5. Đấy, bản hai cầu. Đương nhiên thì đời 2009 thì nó sẽ không có form dáng như này. Và chủ nhân cũ thì đã tốn ít nhất là 100 triệu để mà nâng cấp lên các bác mặt ca lăng, hệ thống đèn pha cũng như là la răng cho chiếc xe này. Nó hiện đại, nó mỗi đời mới hơn. Đấy, và những cái chi tiết này bây giờ các bác hoàn toàn có thể đăng kiểm một cách bình thường nhá. Đấy, nhiều bác sợ là độ form như này thì có đăng kiểm được không? Thì xin thưa các bác là bây giờ chúng ta đăng kiểm một cách bình thường, bao đăng kiểm được các anh chị. Ok chưa ạ? Vậy thì quý chị nào quan tâm thì hãy đến với showroom xe Đam Mê ở số 175 đường An Định, thành phố Hải Dương để lái thử cảm nhận chiếc xe này. Còn nếu không thì các bác chúng ta chỉ cần ngồi nhà nhấc máy vào lô cho bác Phúc theo hotline 0935 3233 hoặc 0969 28 999 để mấy em hỗ trợ và tư vấn về những thủ tục mua bán được các bạn. Một lần nữa thì cảm ơn các chị cùng dành một chút thời gian theo dõi buổi giới thiệu xe ngày hôm nay. Chúc anh chị một ngày mới thật vui vẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những sản phẩm mới nhất sẽ có mặt tại kênh YouTube Xe Đam Mê. Phần gầm là phần không để thiếu trên một chiếc xe qua sử dụng các anh chị nhé. Đây này, các bác nhìn tấm nhựa này, nguyên zin nguyên bản không bị gãy vỡ này, thì đương nhiên nó không bị va chạm này. Nhưng tôi đã tháo hết ra rồi, thì quay cho các bác đầu chassis này là chuẩn nhé. Răng này, răng này, răng này, những cái tem răng còn này, đây, đầu chassis bên này, thì xe chứng tỏ không bị sợ bị va chạm, các bác ạ. Đây, két nước này thẳng băng nhé, không có méo bẹp phong keo gì. Đó, cổ phanh này, đấy, càng A này, con này hai cầu này, dẫn động cầu này, cầu trước này. Đấy, máy đây. Đấy, zin hết nhá, dòng keo này, dòng keo đỏ, dòng keo nhà máy nhá. Đấy, đây, dòng đỏ chát hết, từ con ốc không bị thao vặn nhá. Đấy, đương phiên phần gầm nó là mạ bám các bác nhé. Đấy, mạ bám. Đấy, đấy, zin đét, gầm này. Những cái nhựa này, các bác nhìn này, bảo vệ gầm không bị gãy vỡ, chứng tỏ không bị va chạm gì. Đó, bao vô lê này, cái thứ này phẳng căng hết luôn. Đấy, đinh bấm này, đấy, chuẩn nhá. Bô này, dẫn động cầu sau này, dẫn động cầu sau này, hệ thống treo này, giảm sóc dẫn động cầu sau này. Đấy, chuẩn men, tem mác đầy đủ nhá. Đấy, và chassis phía sau này, các bác nhìn em rằng này, chuẩn từ cái xốp nhá. Đấy, bên này nữa này, bên này nó hơi kín nhưng chúng ta vẫn có thể nhìn được vào trong này. Đấy, chuẩn thì các bác không sợ bị xe bỏ máy hoặc ngập nước. Đấy, phải bỏ máy hoặc va chạm nhé. Đấy, chuẩn men luôn. Đấy, xe chất thì nó phải như vậy. Xe Đam Mê thì khẳng định là xe chất lượng các bác ạ. Vâng, thank you các bác. Đó, chuẩn men nó phải như vậy các bác ạ. Yên tâm nhé.